Lấy lời khai thanh niên đốt pháo ném ra đường Tôn Đức Thắng trong lúc lái xe. Hơn 150 người tìm kiếm bé trai mất tích nhiều ngày trong rừng. Thông tin cô gái chạy xe mô tô phân khối lớn đâm ô tô lật nhiều vòng ở Yên Bái. Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đang lái ô tô thì bất ngờ đốt pháo ném ra đường và tạo tiếng nổ lớn. Hiện vụ việc đang nhận về rất nhiều sự thu hút của dư luận. Theo đó, nam thanh niên này cười cợt ghi hình hành động của mình và đăng đoạn video lên tài khoản NQH kèm nội dung Quận 1 nha. Clip sau đó được cộng đồng mạng bức xúc chia sẻ rộng rãi. Quả xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Tô Đức Thắng, quận 1. Liên quan vụ việc, sáng ngày 20 tháng 8, đội cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp công an phường Bến Nghé, quận 1 lấy lời khai với nam thanh niên tên QH để làm rõ vụ đốt pháo ném ra đường Tôn Đức Thắng. Theo nguồn tin, cơ quan chức năng xác định Hát thực hiện hành vi đốt pháo ném ra đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé trong lúc tài xế này đang điều khiển ô tô. Thời điểm này, nam tài xế buông cả hai tay khỏi vô lăng, một tay cầm viên pháo, một tay châm lửa đốt pháo. Lúc quả pháo được ném ra đường đã tạo tiếng nổ lớn, khu vực nơi quả pháo tiếp đất có đông phương tiện và người dân qua lại. Hát biết hành vi của mình có thể gây ra nguy hiểm cho người đi đường. Trong đó Hát có nói rằng đông người quá trước khi ném, rồi quả pháo phát nổ. Hiện vụ việc đang được công an khẩn trương làm rõ. Liên quan đến vụ cháu bé bị mất tích từ trưa ngày 17 tháng 8 ở Yên Bái, Sáng ngày 20 tháng 8, các lực lượng chức năng xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu DTL sinh năm 2018 ở xã Lâm Giang. Trong 3 ngày tìm kiếm, chính quyền huyện Văn Yên đã huy động hơn 150 người mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các xã huyện lân cận nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Trước đó cháu bé đã đi lạc trong rừng tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang. Sáng ngày 20 tháng 8, ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã tới gia đình cháu lời thăm hỏi, động viên và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết, ngoài việc tìm kiếm tại các địa điểm hố sâu, hang đá khe suối, lực lượng chức năng còn hút cạn một ao nước gần khu vực cháu Lở mất tích để tìm kiếm. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra, giám sát các camera dọc tuyến tỉnh lộ 164 để tìm tung tích cháu. Trước đó, trưa ngày 17 tháng 8, cháu DTL, con trai út của gia đình anh Đặng Văn Nhẻ và chị Lý Thị Phái cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 âm lịch tại nhà họ hàng cùng thôn. Đến chiều, cháu L cùng anh chị em họ sang bên kia con suối gần nhà chơi. Khi các anh chị em của L đang mải hái quả xoan rừng, thì cháu L sẽ lên khu vực trồng sắn gần đó và mất tích từ đó. Liên quan đến vụ cô gái chạy xe mô tô phân khối lớn đâm ô tô lật nhiều vòng ở Yên Bái, theo thông tin của lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 19 tháng 8 tại km 4 800 đường nối quốc lộ 32C cao tốc nội bài Lào Cai, địa phận thôn Ngòi Đông, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, Yên Bái khiến ba người bị thương. Thời điểm trên, xe ô tô con mang biển kiểm soát 29A 3714X do anh Trần Tiến N ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái điều khiển di chuyển theo hướng cầu Giới Phiền. Trên xe có hai người là ông Nguyễn Đức Hợi và bà Nguyễn Thị Luận, cùng có hộ khẩu thường trú tại Yên Bái. Khi xe ô tô đi đến khu vực vòng xuyến thì bị chiếc xe máy phân khối lớn mang biển kiểm soát 69A100416 do Vũ Thị Thêm sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú ở An Thịnh, Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh điều khiển theo hướng đường Âu Cơ, cầu Tuần Quán đi với tốc độ nhanh đâm trúng. hậu quả làm ba người bị thương, hai người trên ô tô và lái xe mô tô, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo camera của nhà dân ghi lại, chiếc xe máy phóng nhanh qua ngã tư và đâm vào ô tô trong vòng xuyến. Sau cú đâm cực mạnh của chiếc xe máy phân khối lớn, xe ô tô bị lật nhiều vòng, vỡ nát phần thân xe, xe máy bị hư hỏng nặng phần đầu. Cục thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, Cục Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung phải thi hành án dân sự trong 4 vụ án. Theo đó, ông Nguyễn Đức Trung đã nộp trên 25 tỷ đồng để xong 3 vụ và chỉ còn nợ 200.000 đồng án phí hình sự trong một bản án. Trong đó tại bản án số 439-2021 HSST sơ thẩm ngày 13 tháng 12 năm 2021 và bản án số 442-2022 HSPT phúc thẩm ngày 23 tháng 6 năm 2022. Ông Nguyễn Đức Trung liên đới bồi thường cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội số tiền 25 tỷ đồng nộp án phí sơ thẩm 123 triệu đồng và án phí hình sự 200.000 đồng. Tại bản án số 486-2021 HSST và bản án số 483-2022 HSPT, ông Nguyễn Đức Trung phải nộp án phí hình sự 200.000 đồng. Bên cạnh đó, tại bản án số 468 2020 HSST ngày 11 tháng 12 năm 2020, ông Trung phải nộp án phí hình sự 200.000 đồng. Đại diện Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết trong ba vụ án nói trên, ông Nguyễn Đức Trung đã nộp tiền đầy đủ, hoàn thành thi hành án dân sự. Ông Nguyễn Đức Trung hiện giờ chỉ còn phải nộp án phí hình sự là 200.000 đồng tại vụ án thứ tư, bản án số 251/2023/HSST sơ thẩm và bản án số 975/2023/HSPT phúc thẩm trong vụ án nâng giá cây xanh xét xử vào tháng 8 năm 2023. Gia đình ông Trung đang được Cục Thi hành án dân sự Hà Nội liên hệ để hoàn tất thủ tục, nộp nốt số tiền 200.000 đồng này, hoàn tất quá trình thi hành án dân sự 4 vụ án. Vào tháng 8 năm 2023, ông Nguyễn Đức Trung bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong chương trình trồng mới, thay thế cây xanh do ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội là đơn vị đặt hàng. Ông Trung còn phải chịu xét xử ba vụ án trước là chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redoxy 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Tổng cộng ông Nguyễn Đức Trung lãnh án 12 năm tù. Như vậy, tổng hình phạt sau bốn vụ án bị cáo Nguyễn Đức Trung phải thi hành 13 năm 6 tháng tù. Xuyên suốt quá trình xét xử bốn vụ án, những lời nói sau cùng của ông Nguyễn Đức Trung đều thể hiện sự ăn năn hối lỗi và nhận trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 4 tháng 12 năm 2015, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bầu ông Nguyễn Đức Trung làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Ông giữ chức vụ này trong hơn 4 năm 6 tháng. Liên quan đến việc trồng gần 1 triệu cây xanh ở vụ án thứ tư, ông Nguyễn Đức Trung bị truy cứu hình sự. Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án về chiếm đoạt tài liệu mật, mua sắm chế phẩm Redoxy 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác trồng mới thay thế bổ sung cây xanh, gọi tắt là trồng cây xanh, là dịch vụ công ích, quy định tại Nghị định số 130-2013. Năm 2014 để triển khai nội dung này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn, nêu rõ công tác trồng cây xanh tại Hà Nội phải áp dụng theo hình thức đấu thầu. Trước năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở ngành liên quan tổ chức đấu thầu 8 gói thầu về trồng cây xanh và thực hiện quy trình tiếp tục tổ chức đấu thầu 14 gói thầu trong năm 2016. Ông Nguyễn Đức Trung được bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào tháng 12 năm 2015. Sau đó ông Trung phân công một phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực dịch vụ công ích trong đó có trồng cây xanh. Dù vậy ông Trung vẫn trực tiếp can thiệp chỉ đạo xuyên suốt toàn diện công tác này. Cũng từ đây, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị cáo buộc có nhiều sai phạm gây thiệt hại cho ngân sách. Tháng 2 năm 2016 chủ trì cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trung đã chỉ đạo Sở xây dựng Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu công tác quản lý duy trì cây xanh trên địa bàn Hà Nội. Trước mắt, đặt hàng từng quý, việc đấu thầu sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án tổng thể của thành phố. Thực hiện chỉ đạo của ông Trung giai đoạn 2016-2019, mặc dù việc trồng mới cây xanh trên địa bàn thủ đô đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu nhưng đã không thực hiện thay vào đó là đặt hàng đối với hai đơn vị là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội gọi tắt là công ty cây xanh và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sinh thái xanh gọi tắt là công ty sinh thái xanh. Trong số này, công ty cây xanh là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do ông Vũ Kiên Trung giữ chức chủ tịch. Công ty sinh thái xanh do ông Bùi Văn Mận, người quen biết với ông Trung làm giám đốc. Kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, dẫn lời khai của bị can Bùi Văn Mận cho thấy ông Mận quen biết ông Nguyễn Đức Trung từ năm 2013. Khi ông Mận từng đến nhà trồng cây cho ông Trung, hai bên thi thoảng liên hệ với nhau để hỏi về việc trồng và chăm sóc cây xanh. Năm 2016, ông Mận đang trốn nợ ở tỉnh Lâm Đồng thì ông Trung gọi về thực hiện các dự án trồng cây cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tháng 6 năm 2016, ông Mận và một người nữa thống nhất thành lập công ty Sinh thái xanh để ký hợp đồng trồng cây xanh trên địa bàn thủ đô. Đây là bước đệm để công ty Sinh thái xanh trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sai phạm của vụ án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc ông Nguyễn Đức Trung nhiều lần chỉ đạo miệng áp đặt buộc Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khi ấy là ông Lê Văn Dục đặt hàng cây xanh với công ty sinh thái xanh tại hai dự án là vườn ươm nút giao đại độ Thăng Long, quốc lộ 21A và trồng cây ven các trục đường quốc lộ tỉnh lộ. Khai với cơ quan điều tra, ông Dục cho hay tháng 9 năm 2016, sau khi kết thúc cuộc họp tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ở hành lang bên ngoài phòng họp, ông Trung nói cho mận vào dự án vườn ươm chỉ hơn 3 tỷ thôi. Còn với dự án trồng cây trên các trục quốc lộ, tỉnh lộ, ban đầu Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và Sở Tài chính Hà Nội đề xuất thực hiện đấu thầu. Thế nhưng khoảng cuối tháng 2 năm 2018, khi đang chờ dự họp, ông Dục được ông Trung chỉ đạo về làm tờ trình trồng cây keo trên đường để ba sở ký đặt hàng của mặn làm. Từ những chỉ đạo trên của ông Trung lẽ ra công tác trồng cây xanh phải thực hiện đấu thầu thì lại chuyển sang đặt hàng. Công ty sinh thái xanh dù không đủ năng lực, mới thành lập không có thiết bị máy móc, đội ngũ kỹ sư nhưng vẫn được giao thực hiện hàng loạt gói thầu mới quy mô lớn. Giai đoạn 2016-2019, Ban Duy Tu thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, đại diện chủ đầu tư đặt hàng cây Công ty cây xanh 10 hợp đồng, công ty sinh thái xanh 6 hợp đồng trồng cây xanh, quá trình thực hiện với mục đích rút ruột ngân sách, các bị cáo đã câu kết với nhau để nâng khống giá đầu vào cây xanh, gây thiệt hại hơn 34,7 tỷ đồng. Kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho hay, công ty sinh thái xanh được đặt hàng trồng và di chuyển hơn 868.000 cây xanh. Ông Mận thông đồng với lãnh đạo công ty sinh thái xanh nhờ các đơn vị hộ kinh doanh ký hợp đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng và giá cây đã được nâng khống. Ví dụ, cây keo có giá mua từ 700 đến 1.800 đồng một cây thì được nâng khống lên 9.000 đồng một cây. Cây long não có giá 3,8 triệu đồng một cây, được nâng khống lên 8,2 triệu đồng một cây. Cây sộp có giá mua khoảng 13 triệu đồng một cây, được nâng khống lên 32 triệu đồng một cây. Kết quả xác định thiệt hại xảy ra tại 4 hợp đồng trồng cây với tổng số tiền hơn 17,7 tỷ đồng. Hợp đồng thiệt hại thấp nhất là 335 triệu đồng, cao nhất là hơn 10,3 tỷ đồng. Để hợp thức việc nâng giá và hoàn thiện hồ sơ, Thanh quyết toán, các bị cáo tại công ty sinh thái xanh còn thông đồng với nhóm cán bộ, nhân viên tại ban duy tu và công ty thẩm định giá. Về phía mình, công ty cây xanh được đặt hàng trồng hơn 40.000 cây xanh. Theo chỉ đạo của ông Vũ Kiên Trung và lãnh đạo công ty cây xanh, công ty trách nhiệm hữu hạn vì nhân dân được chỉ định là đơn vị cung cấp cây, Quá trình mua bán hai bên thông đồng thỏa thuận trước về số lượng, chủng loại, đơn giá và địa điểm trồng cây, ký khống hợp đồng, nâng giá cây đầu vào cao hơn giá trị thực tế một số chủng loại cây, trà là, bàng lá nhỏ. Trong số 10 hợp đồng, cơ quan tố tụng xác định thiệt hại xảy ra tại 7 hợp đồng đã được quyết toán. Với tổng cộng hơn 17 tỷ đồng, hợp đồng thiệt hại thấp nhất là 237 triệu đồng, cao nhất là hơn 5,7 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Trung bị xác định vì động cơ cá nhân đã làm trái quy định pháp luật về đấu thầu, để công ty Sinh thái xanh và công ty Cây xanh là công ty có mối quan hệ thân thiết với mình, được hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Hành vi của cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội còn xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong các cơ quan, ban ngành Hà Nội và nhân dân. Đối với số tiền thu lợi bất chính 17,7 tỷ đồng, cựu giám đốc công ty Sinh thái xanh Bùi Văn Mận và cựu phó giám đốc công ty này là Hoàng Thị Kim Loan chia nhau mỗi người 6,5 tỷ đồng. Ông Mận khai để cảm ơn ông Trung, bị cáo đã trích hơn 2 tỷ đồng để trồng cây cho cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó hơn 1,5 tỷ đồng mua cây tặng ông Trung tại nhà chú ruột ở Hải Dương, nhà cha mẹ ruột ông Trung và một trường học ở cạnh nhà cha mẹ ông Trung Phú Thọ để ông Trung dùng danh nghĩa cá nhân tài trợ. Tại công ty cây xanh với số tiền thu lợi bất chính hơn 17 tỷ đồng. Cựu Chủ tịch Vũ Kiên Trung chỉ đạo trích 4,7 tỷ đồng, chia cho một số cán bộ nhân viên chủ chốt của công ty, trong đó cá nhân ông Trung được 1,5 tỷ đồng, số còn lại sử dụng chi phí quan hệ ngoài sổ sách. Đặc biệt, ông Trung khai rằng vào các dịp lễ Tết từ năm 2016 đến 2018, bị cáo nhiều lần đưa cho ông Nguyễn Đức Trung tổng số tiền 2,6 tỷ đồng để cảm ơn đã tạo điều kiện giúp công ty được thực hiện dịch vụ cây xanh. Với hàng loạt các cáo buộc sai phạm như đã nêu, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết ông Nguyễn Đức Trung chỉ thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể hơn, kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an dẫn lời khai của ông Trung, khẳng định mình và ông Bùi Văn Mận đơn thuần là quan hệ cá nhân, không có chuyện can thiệp giới thiệu để ông Mận được đặt hàng trồng cây. Ông Trung nói không liên quan, không yêu cầu bị cáo mận trồng cây ở đâu. Việc ông mận trồng cây tại trường học gần nhà cha mẹ ông Trung ở Phú Thọ là do các cựu học sinh của trường này tài trợ ủng hộ. Cựu chủ tịch UBND thành phố Hà Nội còn khai, việc ông Mận trồng cây tại nhà cha mẹ của ông là do quá trình trồng cây ở trường học gần nhà. Ông Mận thường qua nhà chơi và gạ gẫm cha mẹ ông trồng một số loại cây hoa sau khi chồng gia đình đều trả tiền. Tương tự với lời khai chi tiền tỷ từ Vũ Kiên Trung, ông Nguyễn Đức Trung phủ nhận cho rằng bản thân không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ cựu chủ tịch công ty cây xanh. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa ba bị can Trung, Kiên và Mận, nhưng cả ba đều giữ nguyên lời khai. Một nội dung khác, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng phủ nhận việc chỉ đạo miệng, cựu giám đốc sở xây dựng Hà Nội làm tờ trình thay đổi phương thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu sang đặt hàng. Do lời khai của ông Trung và những người liên quan đến nội dung này có mâu thuẫn, cơ quan điều tra tiến hành cho đối chất, nhưng tất cả vẫn giữ quan điểm. Vụ án này, ông Nguyễn Đức Trung bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 14 bị cáo còn lại bị truy tố về một trong các tội buôn lậu, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện nhiều vị tu sĩ thuyết pháp mang tính mê tín dị đoan, chia bai nghề nghiệp của người dân và đi ngược giáo lý nhà Phật, gây phản cảm bức xúc trong cộng đồng dân cư. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Nội vụ cho hay Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hình thức kỷ luật đối với những trường hợp trên. Trước những thông tin không mấy tích cực, cử tri tỉnh Bà Địa Vũng Tàu đã gửi kiến nghị đến Bộ Nội vụ cử tri cho rằng việc xuất hiện nhiều vị tu sĩ thuyết pháp diễn ra thường xuyên kéo dài nhưng chưa có thông tin cơ quan nào làm việc nhắc nhở hay xử lý từ đó gây tâm lý hoang mang trong người dân và có thể xảy ra xung đột giữa các tôn giáo và tín đồ cử tri đề nghị cần có giải pháp quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp trên trả lời nội dung này bộ nội vụ cho hay thời gian qua cũng nhận được ý kiến phản ánh của công dân về việc một số chức sắc Trước việc nhà tu hành tôn giáo có thuyết pháp mang tính mê tín dị đoan, chê bai nghề nghiệp của người dân và đi ngược giáo lý Phật giáo, gây phản cảm và bức xúc trong cộng đồng dân cư. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc cụ thể giao ban tôn giáo chính phủ làm việc với thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam đề nghị thẩm tra xác minh làm rõ các trường hợp phát ngôn thuyết giảng của chức sắc phật giáo lan truyền trên các trang mạng xã hội không đúng với giáo lý giáo luật truyền thống văn hóa của phật giáo và lịch sử dân tộc việt nam theo đó xử lý nghiêm chức sắc trước việc nhà tu hành phật giáo vi phạm một trong các nội dung nêu trên trong đó thượng tọa thích chân quang trụ trì chùa phật quang xã tân hải thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu và đại đức thích nhuận đức thuộc tổ đình hộ pháp thị xã phú mỹ bà rịa vũng tàu với thượng tọa thích chân quang trung ương giáo hội phật giáo việt nam kỷ luật không được thuyết giảng dưới mọi hình thức không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại chùa phật quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm đồng thời thu hồi tất cả các phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với giới luật ngũ giới do đức phật chế trong giới luật phật giáo gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang dư luận chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng chúng thanh niên phật quang tại các tỉnh thành phố không đưa các bài giảng của thượng tọa thích trân quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian thượng tọa nhập thất sám hối tại chùa phật quang Ông Thích Trân Quang thời gian gần đây cũng gây nhiều tranh cãi khi không có bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 nhưng lại là tiến sĩ luật học. Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ về xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Thích Trân Quang hay ông Vương Tấn Việt. Sau khi phối hợp kiểm tra ra soát toàn bộ hồ sơ gồm danh sách thí sinh tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông và danh sách ghi tên ghi điểm của tất cả thí sinh dự thi khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989, ông không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi. Tương tự như ông Thích Trân Quang cũng liên quan đến hành vi lan truyền trên các trang mạng xã hội, thông tin không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử dân tộc Việt Nam. Đại đức Thích Nhuận Đức đã bị cấm không được thuyết giảng không thời hạn dưới mọi hình thức vì có lời khiếm nhã về người Khmer. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng cho biết đã phối hợp với một số bộ ngành có liên quan thành lập ba đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bà địa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm tra, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ cho hay trong thời gian tới sẽ làm việc với lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tăng cường quản lý chức sắc, chức việc nhà tu hành, đồng thời nhanh chóng có các biện pháp chấn trình các hoạt động lệch chuẩn nhằm đảm bảo đúng quy định hiến trương, điều lệ của tổ chức tôn giáo và pháp luật của nhà nước chỉ đạo ban tôn giáo chính phủ thường xuyên nắm bắt thông tin kiến nghị phản ánh của công dân về hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật trong đó có những sai phạm trong phát ngôn thuyết giảng của chức sắc chức việc nhà tu hành để kịp thời xác minh xử lý bên cạnh đó đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra nhằm kịp thời chấn trình các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật không để lợi dụng Internet, mạng xã hội đưa tin, lôi kéo, kích động tín đồ tôn giáo, gây phức tạp về an ninh trật tự. Đại Đức Thích Nhuận Đức thuộc Tổ đình Hộ Pháp ở Bà Rìa Phúng Tàu bị cấm thuyết giảng không thời hạn dưới mọi hình thức vì đã thuyết giảng không ái ngữ, có lời khiếm nhã với đồng bào Khmer trong năm 2023. Trước đó, Đại Đức đã từng bị cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong một năm vì có những bài giảng gây tranh cái, Đại Đức Thích Nhuận Đức tên thật là Nguyễn Xuân Khánh, 45 tuổi, quê ở An Giang. Ông xuất gia năm 2000, từng tu học tại chùa Giác Nguyên Đắk Lắc. Ông thường giảng dạy Phật Pháp tại chùa Lâm Tỳ Ni Đắk Lắc, Tổ Đình Hộ Pháp, Bà Địa Vũng Tàu và nhiều nơi khác trên cả nước. Hàng nghìn bài Pháp thoại của ông được đăng trên Internet. Tuy nhiên trong những bài giảng của mình, ông đã có lời nói khiếm nhã với đồng bào Khmer. Sau buổi họp kỷ luật tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại đức Thích Nhuận Đức đã nhận thức về sai phạm của mình, gỡ những bài giảng nhạy cảm khỏi mạng xã hội, không thuyết giảng để thực hiện sám hối. Ông cũng có thư sám hối và xin lỗi gửi tới Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Chư Tôn Đức Lãnh đạo Phật giáo Nam Tông Khmer, Ban Thường trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Địa Vũng Tàu và đồng bào Khmer với nội dung. Trong năm 2023, trong buổi nói chuyện vui với Phật tử và vô tình con có lời nói xúc phạm đến người dân tộc Khmer, Nay con thành thật xin sám hối quý ngài, kính mong quý ngài từ bi hỷ xả bỏ qua cho con những chuyện cũ và xin lỗi tất cả đồng bào dân tộc Khmer và bắt đầu kể từ giờ con không tái phạm nữa. Những bài giảng mang tính nhạy cảm con đều đã gỡ xuống hết từ lâu trong trang cá nhân của chùa sau ngày 4 tháng 6 năm 2024 mà Trung ương xã hội đã kỷ luật con. Đồng thời con xin sám hối những bài giảng mang tính nhạy cảm mà đã xảy ra trước ngày 4 tháng 6 năm 2024. Vì này cũng đồng thời bày tỏ mong được chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo Phật giáo Nam Tông Khmer và đồng bào Khmer mở rộng lòng thương cho ông được ghi đôi dòng xin sám hối và xin lỗi đến tất cả người đồng bào dân tộc Khmer. Liên quan đến vấn đề này, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Địa Vũng Tàu cho biết, ngày 26 tháng 6 năm 2024, Hòa thượng có nhận được phản ánh của Thượng tọa Quách Thành Sa Tha, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà Đặc trách hệ phái Nam Tông Khmer qua tin nhắn điện thoại cho biết, dư luận phản ứng trước những lời khiếm nhá được cho là xúc phạm dân tộc Khmer của Đại Đức Thích Nhuận Đức. Hòa thượng đã cho xác minh, được biết nội dung đó trong một video cũ vào năm 2023, Đại Đức Thích Nhuận Đức đã có những lời lẽ, thái độ khiếm nhá, bỡn cợt trong việc kể chuyện, gọi tên bà con Khmer đến chùa hộ Pháp. Do vậy, ở thời điểm đó, Hòa thượng đã yêu cầu chư tôn Đức Ban Thường Trực, Ban Chỉ Sự Tỉnh, xem xét, trực tiếp trao đổi với Ban Quản trị Tổ đình Hậu Pháp về vấn đề này. Thông tin từ Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp cũng cho biết Đại Đức Thích Nhuận Đức đã nhận thức được lỗi lầm trên và một lần nữa có tư sám hối và xin lỗi, trong khi đang chịu kỷ luật của giáo hội. Vì các phát ngôn, nội dung thuyết giảng của Đại Đức Thích Nhuận Đức sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật, Phật giáo, đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và giáo hội. Đây là sự việc cũ xảy ra vào năm 2023, trước khi giáo hội ban hành biện pháp kỷ luật đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức, cấm thuyết giảng một năm dưới mọi hình thức từ ngày 4 tháng 6 năm 2024. Ban quản trị cũng đã trực tiếp yêu cầu Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh, đồng thời là Phó trưởng Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp, nơi Đại Đức Thích Nhuận Đức là tăng chúng đang lưu trú xăm hối, có biện pháp phối hợp xử lý vụ việc cũ đáng tiếc này. Dù nhiều bản án nghiêm khắc đã được thực hiện, số trường hợp chống người thi hành công vụ trên cả nước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tại Hải Phòng, công an quận Hải An vừa khởi tố một người đàn ông điều khiển xe đạp trong khi đã uống rượu và tấn công lực lượng cảnh sát giao thông khi bị dừng xe kiểm tra. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 12 tháng 6 tại khu vực trước cửa số nhà 202, đường Phủ Thượng đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tại thời điểm đó, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hải An thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn tại khu vực trên. Trong quá trình kiểm soát, tổ công tác phát hiện anh Khổng Văn Lợi, sinh năm 1981, đăng ký thường trú tại thôn Trần Hiền, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, điều khiển xe đạp có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra. Anh Lợi không chấp hành có cự cãi và dùng một bọc tay nắm bằng cao su bên trái của xe đạp ném vào người một chiến sĩ trong tổ công tác. Tổ công tác đã đưa anh Khổng Văn Lợi về trụ sở công an phường Đông Hải 1 để làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh Khổng Văn Lợi có mức cồn đo được là 0,025 mg trên một lít khí thở. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Khổng Văn Lợi về hành vi chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự. Theo đó, người nào đe dọa dùng sức mạnh hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Mới đây tại Hà Giang xảy ra vụ việc hai người phụ nữ bị cuốn trôi tử vong. Ông Phạm Văn Trình, Bí thư Đảng ủy thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết thêm về thông tin vụ việc. Theo thông tin ban đầu, sau khi đi ăn cơm rằm tại gia đình người thân, khoảng 21 giờ ngày 18 tháng 8, chị Hoàng Thị Khánh sinh năm 1983 và chị Lý Thị Phương sinh năm 1979 cùng chú thôn Tân Sơn, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang đi qua đường tràn suối cách nhà văn hóa thôn Tân Sơn khoảng 50 mét hướng đi thôn Thành Sơn để về nhà. Mưa to cộng với nước lớn nên hai chị em đã gửi xe máy tại gia đình anh Triệu Trường Sơn ở cùng thôn cách tràn suối khoảng 30 mét. Sau đó cả hai cùng lội bộ qua tràn suối mặc dù nước lũ đang lên rất to. Không thấy người thân về nhà, sáng ngày 19 tháng 8, anh Lý Văn Chiêm, chồng của chị Hoàng Thị Khánh đã trình báo với công an thị trấn Việt Quang. Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Đảng ủy Thị trấn cùng với Công an Thị trấn Việt Quang phối hợp với lực lượng dân quân và nhân dân các thôn Tân Sơn, Thanh Sơn, cầu thủy tổ chức tìm kiếm dọc suối Tân Sơn, ra suối thủy và dọc suối thủy. Đến trưa ngày 19 tháng 8, các lực lượng chức năng đã tìm thấy một nạn nhân ở vị trí cầu sắt giáp xã Tân Trịnh và một thi thể ở thôn Mác Hạ, xã Tân Trịnh, huyện Bắc Quang. Các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang và huyện Bắc Quang đang thực hiện các thủ tục theo quy định, bàn giao hai nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương. Thưa quý vị, mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Y Diệu Nie, 24 tuổi, chú xã Cư Mờ Gà, huyện Cư Mờ Gà, Đắk Lắk để điều tra về hành vi sát hại người khác. Nạn nhân là anh Iln, 27 tuổi, chú xã Cư Mờ Gà. Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 12 tháng 2, Y Diệu Nie và Iln đến nhà một người bạn cùng xã tổ chức ăn nhậu. Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi đang nhậu, Iln do mệt nên đã lên võng nằm ngủ. Sau đó, Y Diệu Nie ghé đến trước võng ngồi lên người Iln gọi dậy nhậu tiếp. Bực tức vì bị quấy giày giấc ngủ, Iln dùng tay tấn công Y Diệu Nie. Lúc này, Y Diệu Nie đã chạy về nhà, xách theo hung khí và quay lại nơi đang nhậu. Tại đây, đối tượng dùng hung khí tấn công Iln Gây án xong, Y Diệu vứt hung khí ra đường rồi bỏ về nhà. Còn anh ILN được người thân đưa đi cấp cứu và được kết luận tỷ lệ thương tật 34%. Một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang. Cụ thể, theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 8, Nguyễn Văn Bảy cùng ông PDT 49 tuổi và Nguyễn Văn Chiến 38 tuổi, Hồ Phước Thạnh 48 tuổi cùng ở xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tổ chức nhậu tại nhà của em ruột Bảy ở xã Phú Hưng, Đến khoảng 1 giờ 50 phút ngày mùng 5 tháng 8, trong lúc nhậu, Bảy và Thạnh xảy ra mâu thuẫn, Bảy dùng tay tác động vào mặt Thạnh, thấy vậy, ông BDT đứng ra can ngăn, liền bị Bảy tấn công ngã xuống sàn nhà. Khi chiến càn ngàn cũng bị bảy tấn công trúng vào mặt và bụng nên chiến thức giận bỏ đi. Chưa dừng lại thấy ông Tê nằm trên sàn nhà, bảy tác động liên tục vào bụng khiến ông Tê tử vong tại chỗ. Khi biết nạn nhân tử vong, bảy đã tạo hiện trường giả là ông Tê đi vệ sinh do say rượu nên té ngã dẫn đến tử vong. Sau đó bảy ra đường dù chiến tiếp tục đi nhậu. Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai lại nhà em ruột bảy về đến nơi bảy kêu chiến nói ông Tê đi vệ sinh rồi ngã tử vong. Em ruột bảy kiểm tra phát hiện ông Tê đã tử vong nên trình báo công an xã Phú Hưng. Tiếp nhận tin báo, công an tỉnh An Giang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện Phú Tân tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5 tháng 8, công an xác định bảy là người tấn công ông Tê tử vong, rồi dựng hiện trường giả rằng ông bị ngã nên bắt giữ bảy. Vụ việc vẫn đang được công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xử lý những thông tin này đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại